Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái thằng last file bên trong interface. Thì khi mà các bạn xem qua về cái thằng interface version interface ở đây, thì có lẽ là các bạn đối chiếu lại những cái bài trước, thì có phải là chúng ta đang áp dụng cái thằng interface này cho một cái lớp ngay tại đây, đúng không ạ? Thì nó bắt buộc cái lớp ngay tại đây phải có những cái phương thức và những cái thuộc tính giống như những gì ngay tại đây mà chúng ta đã định nghĩa. Có nghĩa là name bằng string thì chắc chắn ở đây cũng phải có name bằng string. Rồi iNumber và đây cũng phải là iNumber. Và sau đó là chúng ta có thể định nghĩa là cái lớp này bắt buộc phải có những cái phương thức là getName, setName, getA, setA rồi getPerson gì đó ha. Thì bắt buộc cái lớp này khi mà nó được implement, có nghĩa là nó sử dụng cái giao diện này, thì nó bắt buộc phải có những cái phương thức này. Còn nếu như các bạn chỉ cần đổi cái tên phương thức thôi thì các bạn đã thấy là rõ ràng nó báo cho chúng ta đó chính là chúng ta đã sử dụng sai cái thằng interface ha. Rồi thì đó chính là cái ý nghĩa của nó. Còn nếu như ở bên trong đây các bạn có thêm những cái thằng khác, ví dụ như là skill string, thì mặc nhiên thì các bạn sẽ không sai gì cả. Đó là bởi vì sao? Bởi vì cái giao diện thôi. Có nghĩa là nó cho phép các bạn muốn thêm cái gì đằng sau cũng được, miễn là cái giao diện này các bạn phải có những cái thằng này, rồi sau đó các bạn muốn thêm thắt cái gì các bạn thêm ha. Cho nên vì thế những cái thuộc tính thêm hoặc là những cái phương thức thêm khi các bạn sử dụng interface thì cái điều đó thì rất là dễ dàng ha. Rồi, và nếu như các bạn tinh ý hơn, các bạn nhìn cho kỹ vào, các bạn nhìn kỹ vào cái thằng last version của chúng ta, thì các bạn thấy là rõ ràng ở bên trong cái thằng interface, version interface ở đây, nó không hề có một cái phương thức nào cho cái thằng constructor, có đúng không ạ? Bởi vì cái thằng constructor ở bên trong cái thằng style strip mà các bạn muốn cho nó theo cái chuẩn nào đó, thì chúng ta phải có một cái cách sử dụng khác hẳn so với cái việc là chúng ta sử dụng cái interface mà thôi ha. Thì cái cách mà các bạn sử dụng cái cú pháp để các bạn có thể sử dụng interface thì ở đây chúng ta sẽ có là last, rồi sau đó là tên lớp, và cú pháp của chúng ta đó chính là implement, và sau đó là tên của cái giao diện mà chúng ta muốn sử dụng. Thì ngoài ra thì ở trong cái thằng TypeScript thì nó cũng hỗ trợ chúng ta cái việc là chúng ta có đa cái giao diện nữa. Có nghĩa là nếu như ở đây các bạn có person interface, các bạn cũng có thể có person 2 interface chẳng hạn là như vậy ha. Rồi, tôi thí dụ ha. Rồi, interface luôn đi. Tôi chép lại luôn đi cho nó nhanh ha. Rồi, ở đây các bạn sẽ có ví dụ như là version 2. Thì cái version 2 này thì thí dụ như ở đây tôi chỉ giữ lại bao nhiêu đây thôi. Rồi, rồi ở trên đây thì chúng ta cũng sẽ có là bao nhiêu đây thôi. Thì các bạn thấy là rõ ràng bây giờ chúng ta đã có hai cái thằng, đúng không nào? Rồi, ở đây các bạn chỉ cần phải các bạn ghi vào là version 2 interface là xong. Thì các bạn thấy là rõ ràng bây giờ chúng ta cũng đã đúng với tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra ha. Còn nếu như mà ở đây tôi ghi là cái gì, tôi đổi thành cái set số 2 thôi, thì các bạn thấy là rõ ràng ở đây nó lại sai. Hoặc là các bạn đổi trên đây thì đương nhiên rồi, một trong hai cái thằng sai thì chúng ta sẽ đều sai. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết tiếp một cái bước, đó chính là chúng ta đặt ra cái tiêu chuẩn cho cái thằng constructor này. Vậy thì đặt cái tiêu chuẩn cho cái thằng constructor này thì tương đối nó hơi phức tạp được tí, bởi vì bên trong cái thằng StyleScript thì theo họ giải thích thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái cách mà chúng ta gõ new vào bên trong đây ha, và sau đó chúng ta implement vô, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lỗi ngay và luôn. Còn lỗi như thế nào các bạn có thể đọc kỹ ở bên trong đây để các bạn biết ha. Rồi, vậy thì tôi sẽ nói sơ qua thôi. Thì để mà giải quyết được cái lỗi này, các bạn chỉ cần đơn giản thôi. Ở đây chúng ta có là interface version instance, có nghĩa là cái giao diện này chúng ta sẽ dành cho cái đối tượng version của chúng ta. Rồi, vậy thì bên trong đây chúng ta chỉ cần có new, rồi sau đó là cái tên mà giống như những cái gì mà construct của chúng ta ngay tại đây ha. Các bạn có thể đặt cái tên khác bởi vì nó theo cái thứ tự thôi, cho nên các bạn không cần phải đặt giống ha. Rồi, và các bạn lưu ý hơn ngay tại đây, nếu như mà các bạn không gán cái gì cho nó trả về thì tí nữa các bạn sẽ biết là tại sao chúng ta lại gặp cái bất cập ha. Rồi, sau đó các bạn bấm save lại. Mà tại sao thì chúng ta cần phải tạo ra một cái mới? Nếu như mà các bạn quăng thẳng vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó báo lỗi chúng ta ngay. Đó là bởi vì nó không được phép sử dụng ha. Giống như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sử dụng cái cách này nhé. Rồi, các bạn quay trở lại đây. Các bạn sẽ có như sau. Là version. Rồi, bằng gì? Chắc chắn rồi. Person instance. Đấy. Bằng
version ha, là có nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái tên của cái giao diện của cái thằng instance ngay tại đây. Sau đó các bạn gán vào cái thằng version này, và sau đó các bạn gán luôn cả cái lớp version của chúng ta vào luôn. À, chúng ta sẽ sử dụng cái cách gọi tỉnh mà theo cái thằng typescript thì nó gọi, đó chính là static đó ha. Rồi, đây. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm thêm một bước nữa, đó chính là var new version bằng new version. Thì cái này thì nó hơi phức tạp một tí, là nó sẽ thông qua rất là nhiều bước ha. Rồi anh đi Vũ 50 ha. Thì các bạn thấy là rõ ràng bên trong đây nó cũng sẽ có gợi ý cho chúng ta đấy. Đấy, các bạn ở đây ha. N là string, rồi A và number. Và cái này là của phải của cái thằng version tên của chúng ta đúng không nào? Nó đâu có gợi ý cho chúng ta, đó chính là cái thằng constructor ở đây. Nhưng mà khi mà ở đây tôi có console.log, tôi có new version, khi mà các bạn bấm vào dấu chấm, các bạn hoàn toàn không thấy một cái tên phương thức nào hết, giống như là của cái thằng interface ở đây vậy đấy, nó hoàn toàn không có cái phương thức nào hết. Vậy thì tôi thử nghiệm tôi xài loop, vậy liệu nó có hiểu hay không? Thì các bạn thấy là rõ ràng nó không có phương thức, nhưng mà các bạn bấm vào thì nó vẫn chịu, thế mới kỳ ha. Vậy thì bây giờ tôi sẽ compile nó. Rồi, bài 12.ts watch. Rồi sau khi mà các bạn compile nó ha, rồi các bạn quay trở đây, rồi reload, thì các bạn thấy là rõ ràng cái object name Andy Vũ A bằng 50 của chúng ta vẫn chạy rất là ok ha, và hoàn toàn không có một cái vấn đề xảy ra cả. Ở đến như ở đây tôi ghi là Candy Huy và 99 sắp lại, thì các bạn reload thì các bạn sẽ thấy là Candy Huy và A 99. Vậy thì phải giải quyết như thế nào để chúng ta có thể lấy được những cái tên phương thức để mà chúng ta nhắc lệnh chứ, chứ ai mà gắn đâu mình vô cái lớp này chúng ta phải ngồi coi. À, rất là đơn giản. Ngay tại đây thì ở trong cả cái thằng handbook của cái thằng TypeScript ha, các bạn có thể xem qua cách mà nó sử dụng. Thì ở đây nó cũng không hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể lấy được những cái tên phương thức luôn. Đó là một cái thiếu sót rất là lớn. Vậy thì giải quyết cái trường hợp này, các bạn chỉ cần 2 chấm ghi vào person. Có nghĩa là khi mà khởi tạo cái đối tượng này thì nó sẽ trả về cho chúng ta chính là cái đối tượng version. Hang. Rồi. Và sau khi các bạn gõ như thế rồi thì bây giờ tôi thử nhé. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có là console.log. Rồi, tôi ví dụ như bây giờ tôi sẽ set A ha, là new person. Set A, thì các bạn thấy là rõ ràng bây giờ chúng ta đã có được cái cú pháp nhắc lệnh ha. Rồi ví dụ như bây giờ tôi sẽ đổi lại là 77, rồi tôi save lại ha. Và bây giờ chúng ta quay trở lại đây và reload, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có Kenny Huy A bằng 77. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã hoàn tất được cái tiến trình này. Có ở đây thì tại sao nó trả về cho chúng ta cái thằng person? Đó là bởi vì ở bên trong cái thằng phương thức set A thì tôi cũng đã ngầm định tôi trả về luôn cái đối tượng của chúng ta là return div. Div ở đây nó sẽ tượng trưng cho cái tên lớp của chúng ta ha. Rồi thì đây chính là một cái lớp hoàn chỉnh mà tôi đã viết sẵn cho các bạn, để những cái bạn nào làm team leader thì các bạn có thể xem thử qua thử. Còn cái việc mà các bạn tự nghiên cứu thêm thì chắc hẳn rồi, nếu như các bạn đã đạt được cái trình team leader thì có lẽ là cái kỹ năng nghiên cứu của bạn cũng đã có nhất định rồi ha. Chứ nếu không thì mấy thằng coder nó chửi rầm trời luôn đấy. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã hoàn tất được tìm hiểu về cái thằng slash style bên trong thằng style script rồi.